Ngày 8 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh để điều tra về tội nhận hối lộ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và nhà riêng của ông Cao Khoa. Theo Bộ Công an, ông Đặng Văn Minh và Cao Khoa bị bắt trong quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người khác gồm ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; và ông Phạm Ngọc Cương, phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn. Cả 4 người trên cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Trung tướng Sô cho biết thêm, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.